Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Đồ Khôi Máy Gió Tốt xin giới thiệu cho các bạn cái bộ ấm trà cao cấp. Đây là quà tặng của shop, sản phẩm của công ty Đông Hoa. Này, thành phần của nó là đất sét nè, đất cao cấp, cao lanh, tràng thạch, thạch anh. Sản phẩm được dùng trong có thể sử dụng trong lò vi sóng nè. Lò vi sóng đây. Được dùng cho máy rửa chén nè, điều chỉnh cho tủ lạnh nè. Bộ gồm có một cái bình trà nè. Đây. Hình hoa văn rất là đẹp, sang trọng. Bình và gắm ha. Đây. Ngoài ra là sẽ có bốn cái bốn ly trà và có cái dĩa đựng cái khay đựng trà ly nè. Bộ gồm bốn cái như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi là chi tiết cận cảnh của ấm trà nha. Đây nó hoa văn, đường hoa văn rất là đẹp nha các bạn. Nó hoa văn đẹp ha. Bây giờ là hoa văn của cái bình này. Cái bình ha, cái ấm với cái trà vậy đó. Đó, hoa văn. Rất đẹp, chi tiết rất là sắc sảo nha. Nhìn rất là sang trọng nha. Đó. Đặc biệt là trên đây không có một logo của hãng Sáp gì hết. Không có ghi là quà tặng gì hết, nên nhìn rất là sang, đại khách rất là sang nha các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn coi sứ trắng bóng nè, bóng bóng trắng sáng, không có tì vết nè, rất là đẹp ha. Đây. Đó, nhìn rất là sang ha. Đó. Bộ này có thể là làm quà tặng được, làm quà biếu nè, quà tặng nè, rồi có thể là dùng trong gia đình, sử dụng cho gia đình trong cái dịp lễ Tết, đãi khách, đãi bạn bè. Như vậy là mình đã giới thiệu xong bộ ấm trà cao cấp, quà tặng của shop. Hy vọng là các bạn sẽ hài lòng với sản phẩm này. Và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Đồ Khuyến Mại Gió Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.